Bữa trước thì chúng ta học tới cái đoạn là tu học chánh pháp, liễu ngộ đại thừa, khai lục độ chư hành môn, diệt tam kỳ chư kiếp hải. Đây bốn câu này đó thì quý vị là nhớ và suy nghĩ để chúng ta tu, rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta tu học thì phải ở trong chánh pháp của Đức Phật, chứ đừng rơi vô tà pháp. Thì hàng tà pháp đó, tức là hàng tà ma ngoại đạo đó, thường thường nó hay xúi dạy chúng ta lắm. Mà ta lỡ ta đi theo nó rồi đó, đọa xuống một cái rồi đó, thì chúng ta mất kiếp mà. Muốn đi lên nữa khó lắm. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta là phải là ở trong chánh pháp của Đức Phật. Trong chánh pháp cái này nữa, là cái điều quan trọng nhất đó, là phải căn cứ những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh đó. Phải căn cứ vô đó làm chuẩn. Hay cái gì mà vượt ra ngoài cái đó thì chúng ta nên cẩn thận. Tại vì cái tà ma ngoại đạo cái này nhiều lắm. Phật giáo phát triển thì này là tốt. Tức là phải thích hợp với cái xã hội thời đại chúng ta. Nhưng mà nếu hãy chúng ta đi quá đà nữa, nó vượt ra ngoài cái đó nữa, thì lại rớt vào tà ma ngoại đạo. Cho nên cái này nên cẩn thận. Cho nên nằm ở trong chánh pháp. Ở trong chánh pháp này đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái pháp tứ thánh đế ban đầu Đức Phật nói đó, thì cái này là chánh pháp. Mà ở trong cái tứ chánh đế này đó, là cái bát chánh đạo đó là căn bản. Thành ra làm cái gì thì làm, nhưng mà chúng ta coi nó, nếu nó nằm ở trong cái bát chánh đạo đó thì chúng ta biết là đúng. Thành ra chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định, mấy cái này là cái quan trọng nhất, chứ không có cái tà. Thành ra cái tà mạng ác cầu cái này là phần nhiều mình rơi vô này dễ lắm. Thì tà mạng ác cầu có nghĩa là cái đời sống mình nó không tốt rồi. Mình có cái ý nghĩ là biến lười lao động nhưng mà muốn được quyền lợi nhiều. Cái này chúng ta bị ma dẫn. Có nhiều người đó là tại vì mình tham quá cho nên là bị nó dụ. Nhà cửa đem bán hết đi giao cho nó, để nó làm cho mình có lời giàu. Hoặc là thậm chí nó rủ mình chơi hụi chẳng hạn. Rồi ngày nay có những cái mà nó lừa đảo trên mạng nó nhiều quá. Tại cái này nữa là mình ham muốn mà nó không thực tế. Thì cái này của tôi tà mạng này. Sống và đời sống nó không thực tế. Cho nên lúc nào cũng vậy, mình phải cân nhắc. Rồi cái việc mình làm đó, mình coi thử coi cái này ác hay là thiện. Tức là có lợi cho mình, có lợi cho người không? Mà nhiều khi mình nghĩ cái này có lợi cho mình mà có hại cho người thì cái này thôi, cái này là tà nghiệp rồi, không được rồi. Cho nên chánh nghiệp á, là phải có lợi cho mình, có lợi cho người. Mà thậm chí nó có lợi cho người nhưng mà có hại cho mình á, mình làm á, thì cái này nó hại nhưng mà lợi. Đây là pháp tu. Lợi cho người mà hại cho mình á, thì cái này đó Đức Phật nói là hại nhưng mà lợi. Hại mình mà lợi cho mình. Tại sao vậy? Tại vì mình hy sinh cho một người khác hưởng á, thì người khác mang ơn mình. Cho nên Đức Phật nói là sở dĩ trong cái kiếp này đó, mà Ngài được vua Tần Bà Sa La mà hết lòng với Ngài như vậy đó, đem thượng nguyện của mình cúng cho Đức Phật và tất cả đệ tử Đức Phật đó, về đó kiết hạ an cư, thì Tần Bà Sa La cúng hết trong suốt 3 tháng này. Phải tại sao như vậy? Là vì
Đức Phật ở trong đời trước đã từng vì lợi cho ông Tần Bà Sa La mà Đức Phật phải hy sinh tánh mạng của mình. Cho nên ông này mang cái ơn này, mặc dù qua một cái kiếp khác rồi, hình dạng đổi khác rồi, nhưng mà ở trong lòng nó vẫn còn. Nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm, chúng ta thấy cái này rất là rõ. Cho nên có những người nữa, họ chưa làm cái gì cho ta hết, nhưng mà sao lại ta quý họ, ta thương họ, ta kính trọng họ. Đức Phật nó coi chừng cái đó là những người đời trước đó. Đời trước đó, họ đã từng giúp ta đó, mà ta không biết, bây giờ ta quên rồi. Cho nên này còn nhớ, nhưng mà nhớ mang máng. Còn cái thù hận đó, mà lợi cho mình mà hại cho người đó, thì cái trường hợp này nó cũng nhớ như vậy đó. Đời sau tái sanh lại nó gặp mình, tuy mình chưa làm cái gì hết, nhưng mà sao nó cứ kiếm chuyện với mình, phải không? Đây là nghiệp đây. Cho nên tất cả các Phật tử căn cứ trên cái bát chánh đạo này làm chuẩn thì cái này là đúng. Mà ngoài cái này ra, làm người ta suối mình làm những chuyện nào mà trái lại với 8 cái điều này nữa, thì cái trường hợp này mình biết là tà rồi nữa. Chánh pháp và tà pháp, tà pháp luôn dẫn tới cái hậu quả xấu. Có thể tốt ở trong hiện tại nhưng mà xấu ở trong tương lai. Còn cái chánh pháp á, tu trong chánh pháp á, thì nó có thể xấu trong hiện tại nhưng mà nó tốt ở trong tương lai. Lần lần nó càng sáng ra, cái công đức mình nó cao hơn lần. Cho nên mọi người kính trọng mình. Cho nên cái tu học của chúng ta phân ra là chánh và tà. Chúng ta không theo cái tà mà chúng ta về chánh. Nhưng mà chánh pháp của Đức Phật á, thì nó có chia ra làm hai. Nó gọi làm cái tiểu thừa pháp và cái đại thừa pháp. Cho nên cái pháp tiểu thừa đó là cái pháp đó mà mình tu để giải thoát cho chính mình thôi. Cho nên cái này là căn cứ ở trên 37 trợ đạo phẩm của Đức Phật nó dạy đó. Thì cái này là chúng ta tu để được giải thoát này. Cái này cũng chánh pháp. Chánh pháp, nhưng mà cái này tiểu pháp. Thì cái người mà tu ở trong đạo Phật đó, người ta theo cái pháp này người ta làm gì? Tức là Đức Phật dạy mình đó, là luôn luôn nghĩ tới bốn việc: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn cái điều này đó, cũng là căn bản của pháp đó, là Đức Phật dạy đó. Tại con người mình sống trong cuộc đời này đó, là phải nương theo cái pháp này để mình sống. Cái này cũng là chánh pháp đấy. Tại vì chính cái thực mà Đức Phật dạy mình bảo là cái linh hồn của mình nó trong sáng, cái Phật tánh của mình nó trong sáng, nó giống như là viên ngọc quý, đa năng. Nhưng mà bây giờ nó bắt đem bỏ cái linh hồn mình vô trong cái xác thịt này, cho nên này Đức Phật nói là cái ngục tù bằng thịt này, phải không? Cái thân này là cái ngục tù bằng thịt này. Tức là đem cái hồn mình mà nhét vô trong cái thân này. Đây là cái điểm quan trọng. Cái người tu người ta nhận ra được cái này, ta nên đem nhốt nó vô trong cái ngục tù bằng thịt này nữa, thì bây giờ có đủ thứ chuyện hết. Nếu mà chúng ta thoát ra được cái ngục tù này nữa, thì cái trường hợp này chúng ta thấy cái linh hồn chúng ta nhẹ nhàng lắm. Cho nên cái này các vị sa môn người ta tu hành, ta được giải thoát là thế này. Tại vì khi mà quán tưởng thấy cái thân này á, nó là cái thùng phẫn biết đi, hay cái thân này là cái đại gia đựng đồ ô quý trong này nè, nghĩ như vậy đó, rồi chúng ta lại nhàm chán cái thân này, ta muốn thoát ly. Cho nên từ cái tâm hồn muốn thoát ly này nữa, mà chúng ta đi sâu vào trong thiền định, chúng ta quên mất chúng ta có cái thùng phân này, quên mất chúng ta có cái thân này, thì lúc bây giờ quý vị thấy mình tự tại hơn, phải không? Thực ra thì cái linh hồn chúng ta đó, nếu mà không mang cái xác này đi đó, thì cái trường hợp ta nhẹ lắm. Biểu là ông Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh là tiêu biểu cho cái linh hồn. Cho nên từ đây mà bay qua bên Tây Phương đó, đi về đó, khoảng thời gian rất là nhanh. Cho nên nếu quý vị tu mà tập đi bằng cái linh hồn được đó, thì chúng ta thấy nhanh lắm.
Cho nên bây giờ chúng ta nhập định rồi đó, thì từ đây mà qua tới Tây Phương lại Đức Phật Di Đà xong rồi chúng ta hoài trở về đây đó, thì trong một niệm tâm chúng ta đi rồi về được. Nhưng mà mang cái xác phàm này đi thì chắc chắn đi không được rồi. Nhưng mà bỏ cái xác phàm này rồi mà mang cái nghiệp vô đó, đi cũng không được không? Đây cái điểm quan trọng nhất là chúng ta thấy này. Cho nên nhận ra được cái chỗ này, nhận ra được cái chỗ này, ta tu rồi nữa, ta biết là cái thân này bất tịnh, cho nên ta không quan tâm tới nó nữa. Ta không quan tâm nhiều cho cái thân này. Tại vì ta bị cái thân này, ta vì cái thân này mà ta tạo rất bao nhiêu tội lỗi để thành nghiệp đây, rồi chúng ta khổ, khổ này chồng chất lên khổ kia. Rồi đến khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta bỏ cái thân này rồi đó, tại vì tạo nghiệp ác rồi, vì cái thân này tạo nghiệp ác, cho nên bỏ cái thân này rồi đó, thì chúng ta bị đọa vào địa ngục. Ta bị đọa vào địa ngục thì tất cả các loài quỷ nó tới nó hành chúng ta đó, thì quý vị nghĩ nó hành cái gì? Ta chết rồi đó, cái thân này không có, đem đốt rồi, đem chôn dưới đất bỏ rồi. Nhưng bây giờ còn cái gì đây? Tức là còn cái tâm, mà cái tâm nó cộng với cái nghiệp. Cho nên vì có cái nghiệp này mà nó làm cho cái tâm chúng ta đau khổ. Nó hành chúng ta chứ. Cho nên những người ta tu, người ta quán như vậy đó, lần lần đó, đầu tiên đó, người ta bỏ cái thân này đi. Ta không vì cái thân này mà tạo nghiệp ác nữa. Rồi đó, kế đó đó, cái thân này nó tạo nghiệp ác là do cái gì? Do cái động cơ trong tâm á. Động cơ trong tâm ta chứ. Do lòng tham chúng ta mà chúng ta tạo nên nghiệp ác. Do cái bực tức chúng ta mà chúng ta tạo nên nghiệp ác. Do cái si mê của chúng ta nữa mà bị ma nó dục chúng ta, nó xúi chúng ta nữa, chúng ta tạo nên nghiệp ác không? Đây cái điểm quan trọng nhất là chúng ta thấy. Cho nên những người mà họ xúi mình á, xúi dạy mình á, rồi đến khi mà mình thọ khổ đó, những người này họ tránh hết. Họ tránh, họ đâu có tiếp mình, họ đâu có nói mình, họ đâu có đứng là họ che chở cho mình, họ nói tôi chịu trách nhiệm cho không? Không có. Mình phạm tội rồi, mình đi vào địa ngục rồi, thì cái này chính mình phải chịu thôi. Còn tất cả những người xúi kia đó, họ tránh mất hết. Đấy. Quán tưởng biết như vậy rồi. Cho nên chúng ta không vì cái thân này, không vì có cái thân này mà chúng ta nghe lời xúi dạy của tà ma ngoại đạo này xúi chúng ta. Thế nên đây nhiều người nữa, tu hành nhưng mà bị kẹt vô cái chỗ mà tà ma xúi này. Tại vì ta còn ham muốn nhiều, còn hy vọng nhiều, cho nên nó lợi dụng cái chỗ này mà nó kích chúng ta, nó xúi chúng ta đi chuột bùa đi, phải không? Nên có nhiều người đó đi tới đây đó, xin thầy một cái phép để nặng làm ăn, phải không? Thầy nói thầy đâu có phép để làm ăn đâu. Làm cái phép để làm ăn gì? Tức là làm bậy, phải không? Làm bậy, làm ít nhưng mà được nhiều. Được cái phép đó rồi để mình gạt người ta được. Này nguy hiểm vô cùng, này ta rồi. Tại trên thực tế đó là gì? Cái món hàng này đó, nó đáng giá chừng 100 ngàn thôi. Nhưng mà bây giờ ta muốn bán 500 ngàn, phải không? Thôi bây giờ tới, tại ta muốn như vậy đó, cho nên ta gặp một ông thầy tà, ông cho chúng ta cái phép này đi. Đang về chúng ta bán nó lên 500 ngàn, cái này tốt hay là xấu? Đấy, thì cái trường hợp này chắc chắn là xấu rồi. Mà nếu ông thầy tà là gì? Ông thầy tà này đó là ông có luyện binh ma tướng quỷ, cái này có rồi. Ông là có, nếu ông làm mà có kết quả thiệt đó, là ông có luyện cái loại này, ông luyện ma này. Thầy ngày xưa thầy có những người bạn này chứ. Ta đã luyện được con ma này rồi đó, thì bây giờ xúi con ma này nữa, nó tới, nó kêu cái người này để tới mua cái hàng này, phải không? Nó án nhãn cho cái người này, cái người mà tới mua này để tự nhiên thấy cái hàng của mình tốt, cho nên với cái giá này mình mua được, giá trị có 100 ngàn thôi mà mình bán ra được 500 ngàn. Nhưng mà án nhãn thì cái trường hợp này
chính hồi đó thôi. Nhưng mà họ về rồi họ thấy chứ. Đó, thành ra tất cả những người mà mắc bùa mê thuốc lú là rơi trong trình hình. Tại lúc mình khởi lên cái lòng tham đó, mình bị mờ mắt thì phải không? Nhưng mà sau đó một chút xíu thôi, thì cái trường hợp đó mình tỉnh trở lại đó, thì mình biết rồi. Cho nên lúc đó mình bị mê. Trong lúc đó mình bị mê chứ, mình mua lầm rồi. Cho nên cái này nữa, cái giá mình phải trả về sau này rất đắt, là người ta hận mình đây. Người ta bị mình gạt mà, ta bị mình lừa mà, làm sao người ta quý mình được. Cho nên trên cái chỗ này gọi là tà. Đây là cái chuyện tà không nên. Cho nên Đức Phật dạy mình, người Phật tử tu là phải thực. Thực lực, thực tài của mình, chứ đừng có cậy nhờ quỷ thần mà làm những cái chuyện sái quấy trên cuộc đời này. Nó không thực, về sau này cái quả mình không thể nào tránh khỏi. Đó là cái trên bước đường tu của mình. Thì cái này đó là hiểu rồi. Cho nên mấy cái này tà chúng ta gian ra, cái chánh này chúng ta nhớ, ta thực thật. Thì bây giờ khi mà chúng ta ở trong chánh pháp này, Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Thọ là khổ đó. Đấy, cho nên chúng ta thường thường tránh, tránh cái thọ nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tình họ khen mình, phải không? Họ cho mình, họ giúp mình. Thì cái trường hợp này đó, mình nợ họ chứ. Mà thọ nhiều quá thì cái này sau này trả không nổi. Nó nặng nề trả không được, thì cái này đọa xuống thôi. Cho nên hạn chế bớt cái này, hạn chế tối đa được cái này đó. Mình làm ra được nhiều mà mình hưởng được ít đó, thì cái này thẳng dư giá trị nó còn thôi. Làm phước cứu đời nhiều mà hưởng của đời ít đó, thì cái này được đời biết ơn mình, biết không? Ghi nhận cái này cho mình. Cho nên trên cuộc đời chúng ta là Đức Phật chúng ta đó, khi còn làm thái tử, Ngài đi tu là Ngài nói này chứ. Tại vì mọi người chung quanh thấy bảo là sướng quá mà. Có ba tòa lâu đài ở thích hợp với ba mùa của Ấn Độ, có cả trăm cung phi mỹ nữ hầu hạ ca sướng múa hát tối ngày, phải không? Có hàng trăm người nữa để mà bảo vệ an toàn cho mình, phục dịch cho mình, sướng không? Sướng chứ. Nhưng mà Đức Phật Ngài nhận ra cái này không sướng rồi. Bây giờ nữa, hưởng cái này nữa, mà mình làm được bao nhiêu công đức, mình làm được bao nhiêu cho họ đấy, thì cái này cái phước mình mòn, phước mình mòn, cái đức mình hết, thì coi chừng cái quả tới đây, phải không? Cho nên tất cả các ông vua là đều phải trả cái gia đắc này hết. Cái hưởng thụ của mình đây phải trả đấy. Không làm được cho nhân dân cái gì mà hưởng thụ cái sức lao động của nhân dân nhiều, làm sao sống được? Gần nhất là họ chê trách mình, phải không? Còn có thể đó, thì họ sẽ giết mình đi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận này. Cho nên thọ là khổ. Nên Đức Phật đó, mà Ngài bỏ nhà, Ngài đi tu rồi nữa, Ngài không có một cái gì hết đó. Có một cái bình bát với một cái y thôi. Đấy. Đi khất thực có bữa có ăn, có bữa không có ăn. Thế nên có ăn thì ăn, mà không có ăn thì tập thiền định để quên ăn, phải không? Cho nên mình tu hành đây, Đức Phật dạy mình có cái thiền thực và pháp thực, cái này là quan trọng hơn. Còn thức ăn là cái này là phụ, chứ không cần thiết. Mình sống với pháp, mình sống trong thiền định, cái tiêu hao năng lượng không nhiều, và cái cơ thể mình nó bảo hòa được á, thì mình cũng không có, không đau yếu. Đây là sự thật trên bước hành tu. Nhận ra được chỗ này, Đức Phật chúng ta đã nhận ra được chỗ này, Ngài đi tu, Ngài làm Phật đây. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên nó không thọ nhiều, không thọ dụng nhiều. Cái thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là tâm vô thường, phải không? Tại vì mình quá chấp đi cho nên mình khổ. Mình chấp. Bây giờ có một người nào đã hứa với mình cái điều gì đó, nhưng mà thất hứa, quý vị khó chịu phải không? Đức Phật nói cái này là bình thường thôi, vô thường là thường thôi.
Tại bây giờ mình có cái phước, nó thương mình, cho nên nó muốn giúp đỡ mình, nó hứa là nó giúp mình. Nhưng mà coi chừng mình làm cái gì đó mất phước, nó sẽ không còn thương mình nữa, cho nên nó sẽ không giúp mình nữa. Bữa nay nó hứa nhưng mà mai nó đổi đi. Cho nên từ bạn đổi ra thù, cái này nhiều lắm. Tới đâu nhỏ thầy có đọc câu chuyện cái anh học trò nữa, anh đi thi. Anh đi thi nữa, mà trước khi anh đi thi anh lo quá đi, cho nên anh đi tới chùa anh lại Phật. Đi tới chùa lại Phật để nhờ Phật phò hộ cho anh á, để anh thi cho đổ, phải không? Thì ở trong lòng anh, anh chỉ nghĩ tới Phật thôi, cho nên Phật lực gia bị tới cho anh. Thì lúc bây giờ đó, người ta nhìn ta thấy anh này hiền lành, anh này dễ thương, anh này tất cả những cái tốt, từ cái tốt của Phật ở trong tâm ảnh, cho nên nó hiện ra cái tướng ảnh là cái tướng tốt. Cho nên ai cũng thương anh hết. Anh đi tới chùa gặp ông thầy bói, ông thầy tướng, ông ngồi ngay trước cửa chùa. Ông nhìn cái này nè, anh nói cái anh này là có cái tướng tốt như thế này nữa, chắc chắn là sẽ đổ và sẽ làm quan. Cho nên anh kêu lại ông thầy bói, ông kêu lại nữa, ông nói là tôi nghĩ rằng anh đi thi anh sẽ đậu, anh sẽ làm quan, nhưng mà tôi sẵn lòng giúp cho anh. Mà quý vị thấy đó, ai mà có ý muốn giúp mình thì mình mừng, phải không? Cho nên tôi sẽ giúp cho anh tiền ăn học, tôi sẽ giúp cho anh phương tiện để lên kinh thi cử. Nhưng mà khi đó anh đỗ đạt xong rồi đó, thì cái trường hợp này đó là tôi sẽ gả con gái tôi cho anh đó, tôi giao hết cái gia tài tôi cho anh đó. Anh học trò khó mà nghe như vậy là mừng. Anh mừng. Từ hồi mà anh nghe được cái này anh mừng đó, là trong đầu anh nghĩ cái gì thì quý vị biết rồi, tức là Phật biến mất rồi, phải không? Hồi nãy nó không có gì hết trong đầu anh, chỉ có Phật không, cho nên trong đầu anh chỉ nghĩ tới Phật, trong tâm anh nghĩ tới Phật, cho nên anh mới hiện ra cái tướng Phật. Thì thường thường ta gọi là tướng tốt, cái tướng tốt hiện ra. Bây giờ đó là anh nghĩ tới tiền tài, nghĩ tới danh vọng, nghĩ tới địa vị, nghĩ tới sắc dục, nghĩ tới tất cả những chuyện này đó, thì cái tâm ô uế anh bắt đầu sanh ra rồi, quỷ ám anh rồi. Cho nên anh lại Phật xong rồi anh đi về nữa, anh mới ghé vô cái nhà của ông thầy bói, anh mới bàn cái chuyện này, định dọn tới ở, phải không? Ông thầy bói ông tìm cách ông thối thác, ông tránh đi đó. Anh mới hỏi, hồi sáng đó, thì tôi đi ngang đây, bác nói với tôi nữa là bác sẽ lo cho tôi ăn học, bác lo cho tôi lên kinh thi, rồi sau này bác sẽ giao gia tài hết cho tôi, rồi bây giờ sao tự nhiên bác đổi ý như vậy? Thì ông thầy bói nói thiệt với cậu đó, sao hồi sáng cậu đi ngang đây tôi thấy cậu có cái tướng phước lạ lùng lắm, cho nên tôi nghĩ là cậu sẽ đi thi đỗ, cậu sẽ làm quan, cho nên mới nghĩ là tôi gả con gái tôi cho cậu để nó nhờ chứ. Nhưng mà bây giờ tôi lại nhìn thấy cậu sao hiện ra cái tướng ác quỷ, phải không? Đây, các vị nên biết cái chỗ này. Con ma mà nó ngự trong lòng mình nữa thì mình đổi. Nên cũng con người đó, mà khi họ bực tức, quý vị nhìn thấy cái mặt họ khác. Họ tham lam, ham muốn nhiều, thấy cái tướng họ khác. Nhưng mà cái tâm họ đó, mà nghĩ tới Phật Pháp á, là họ thấy khác đó. Cho nên con người ta luôn luôn thay đổi, ở trong lòng luôn luôn thay đổi, do đó cái sắc diện bên ngoài nó cũng thay đổi. Nó thay đổi theo cái này. Thì chúng ta tu nó chuyển hóa là nó như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói là tâm vô thường. Thôi ai nói gì nói, mình cũng không có chấp vào cái này làm gì mà mình phiền trong lòng. Cái quan trọng nhất là đừng để bụng, để cho tâm mình nó thanh thản.
Bây giờ ông mời mình tới, ông gả con, ông giao gia tài, tốt. Nhưng mà lát nữa ông nói là không được, tốt. Đây là cái điểm quan trọng đấy. Tại giờ trước ông thương mình, ông nghĩ vậy, mà giờ sau ông ghét mình thì ông nghĩ khác đi. Cái chuyện này là chuyện đời, chuyện thế gian, cho nên mình không quan tâm. Mà quan tâm cái gì? Quan tâm làm sao tích đức, phải không? Làm sao tu cho được cái đức hạnh của mình, cái này quan trọng. Phát triển được cái tài năng của mình quan trọng. Tài năng và đức hạnh thì cái này dùng không bao giờ hết. Kiếp này cho đến nhiều kiếp về sau nữa, cái này ta dùng. Còn cái thay đổi của cuộc đời này nữa, chúng ta không màng, chúng ta không quan tâm. Pháp vô ngã, tức là tất cả đừng có bồi dưỡng cho cái thân này nhiều. Tại vì khi mà mình chết rồi, cái thân này tới một cái thời gian nào đó thì nó cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết đi. Thành ra dụng công mà lo cho nó nhiều nữa thì cái này không tốt đâu. Cho nên dụng công mà lo làm sao mà ta ra khỏi sanh tử luân hồi này, làm sao mà chúng ta được lên niết bàn này, làm sao chúng ta được giải thoát này, làm sao mà chúng ta có được lục thông tam minh. Cái này quan trọng. Lục thông tam minh là sự thật á, là chúng ta biết được tất cả và làm được tất cả. Cái mong muốn ta là chỗ này. Còn ở trong cái giới hạn của cái xác thân này đó, thì có việc ta làm được, có việc ta không làm được. Cho nên đó, hết vui tới khổ, hết khổ tới vui, thì cái cuộc đời này nó không có ý nghĩa đối với ta đâu. Cho nên đó, buồn hết đi. Ở trong lòng đó, của cái người tu này đó, người ta bỏ hết, buông bỏ hết. Thì buông bỏ hết đó thì sao? Cái tâm mình được đứng yên, phải không? Các vị nghiệm xem. Cho nên ở trong cái pháp thiền họ dạy mình là cái chuyện căn bản đầu tiên là anh đừng có suy nghĩ gì hết, phải không? Anh đừng có suy nghĩ gì hết. Ác không suy nghĩ rồi mà thiền cũng không suy nghĩ nữa, phải không? Khi mà không suy nghĩ ác, không suy nghĩ thiện thì mình thấy tâm mình nó thanh thản không? Cho nên khi mà tâm mình nó thanh thản rồi nữa, thì họ dạy mình thêm bước nữa, nên tập trung vào một cái việc nào đó. Đức Phật dạy là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện này. Nếu hay làm cái việc gì mà mình để tâm vô cái việc đó thì chắc chắn cái việc đó sẽ tốt. Để tâm vô đó thì nó tốt. Rồi lần lần nữa thì cái này mình trở thành chuyên. Tại vì có chuyên tâm thì cái nghề mình mới chuyên được, thì mình mới có đất đứng trong xã hội này. Cho nên nó làm bất cứ một cái gì thì bây giờ cái quan trọng nhất là tập trung vô cho cái việc làm này. Tại đa số là chúng ta làm không được việc vì chúng ta tán tâm. Ta đang làm cái việc này mà cái đầu chúng ta nghĩ chuyện khác rồi thì hỏng, phải không? Đây người tu thiền là chỗ này. Đây ta tập. Cho nên đây là cái pháp căn bản mà Đức Phật dạy, cũng là chánh pháp. Nhưng mà cái chánh pháp này nó mới nằm ở trong cái giai đoạn một, ta gọi là tiểu thừa. Như vậy là chúng ta được giải thoát rồi đó. Ta không lệ thuộc vào trong cuộc đời này nữa. Tất cả mọi việc, đầu tiên là lời ăn tiếng nói, tất cả những cái khen chê vinh nhục, cái này ta bỏ ra ngoài tai rồi, ta thấy được con người thực của mình rồi, thì lúc bây giờ đó, ta nên sống với cái con người thực của ta đi. Nó như thế nào thì chúng ta sống đúng như thế đó thì chúng ta được an lạc, được giải thoát chứ. Còn nếu ta sống theo cái tham vọng thì này ta bị ma dẫn, chúng ta khổ thôi. Đây là chánh pháp. Nhưng mà chánh pháp này nữa là Đức Phật nói là chánh pháp tiểu thừa. Nhưng mà bây giờ nó chánh pháp đại thừa nữa thì từ cái chỗ này nhân lên. Tức là sau khi mà chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa, cho nên tâm trí chúng ta được lắng yên rồi. Tâm trí chúng ta lắng yên rồi nữa, chúng ta hướng tâm về những lời dạy của Đức Phật mà tìm cái ý nghĩa sâu xa ở trong đó để theo đó mà tu hành đó, thì cái này đó là cái điều quan trọng. Chứ không phải tâm trí lắng yên rồi đó, để nó yên không vậy đó, thì cái trở thành vô ích, vô dụng. Cho nên khi nó lắng yên rồi đó, thì bây giờ dùng cái tập trung này, sức tập trung này đó, mà chú nó vô trong cái lời Đức Phật dạy. Thế là lời Đức Phật dạy nó có hai. Một
là dạy cho pháp tiểu thừa, hai là dạy cho pháp đại thừa. Cho nên pháp tiểu thừa là dạy cho những người còn ở trong sanh tử này, còn kẹt ở trong cái vui buồn dinh dục này, cho nên Đức Phật biểu mình xóa bỏ cái này đi. Cho nên trong Kinh Nguyên Thủy Đức Phật ví như là cái người mà đang bị cái mũi tên độc bắn vào. Cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất ở đây đó là phải nhổ mũi tên này ra và sẽ bó thuốc lại để mà tẩy cái độc này trước đi. Tức là trong cái nghiệp của chúng ta đây đó cần phải xóa trước. Phải xóa cho sạch cái nghiệp này, cái này tiểu thừa. Chứ cái người này nó dạy đại thừa họ không nghe đâu. Tại vì bây giờ đó mình nghèo, mình đói, nhưng mà bây giờ pháp đại thừa đầu tiên Đức Phật dạy mình bố thí, phải không? Tôi không có tôi ăn mà còn đâu để tôi đi cho người ta, phải không? Đây cái điểm quan trọng nhất đấy. Cái người giàu thì bố thí được, người nghèo đây đó mà bố thí thì chuyện này rất là khó. Cho nên bây giờ họ cần cái ăn thì trường hợp này thôi cho họ ăn cái đã, rồi chuyện mới tính sau. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên những người còn ở trong sanh tử thì chỉ dùng cái pháp nào đó để dạy họ thoát ly sanh tử. Thì cái này 37 trợ đạo phẩm của Đức Phật đó, thì cái này là cái pháp căn bản nhất để chúng ta tu đi. Để tới cuối cùng ta đạt tới chỗ bát chánh đạo. Đây là chánh pháp. Nhưng mà đạt được bát chánh đạo rồi thì lúc bây giờ nữa, phát tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa nữa, tức là tập trung tư tưởng lại để mà quán sát những lời Đức Phật dạy, tìm cái áo nghĩa trong đó mà chúng ta ứng dụng trong đời sống tu chúng ta để chúng ta sống. Đây là cái điểm quan trọng nhất, gọi là đại thừa, đại thừa pháp. Thì đại thừa pháp đó là quý vị căn cứ theo kinh nào? Thầy thì căn cứ vào trong kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm đây. Kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm đây đó là bộ kinh đại thừa mà quan trọng nhất. Đây là sự thật. Ta đã căn cứ theo hai cái bộ kinh lớn này để mà ta áp dụng vào trong đời sống chúng ta tu hành. Ta nói kinh Hoa Nghiêm thì đầu tiên Đức Phật dạy thiện tài đồng tử đi cầu đạo là gì? Ta nói trên cái bước đường tu của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta phải đi tìm thiện tri thức thôi, phải không? Thầy muốn tu, muốn học thì phải tìm những người hiểu biết rộng hơn ta mà ta học ta tu chứ. Còn tự chúng ta tu không thì cái này chưa chắc được đâu. Mà tự chúng ta tu cho được thì cái trường hợp này phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tu như Đức Phật. Ta nói ba tăng kỳ kiếp tu đó, cái này là cái giai đoạn này rất là dài. Cho nên bây giờ ở đây chúng ta tu đây đó, ta bảo là diệt tam kỳ diệt kiếp hải, tức là vượt qua, phải không? Vượt qua ba tăng kỳ kiếp tu này. Ta đi theo đại thừa đây. Cho nên tất cả các vị, mà thầy cũng vậy nữa, chúng ta là một chúng sanh đang ở trong sanh tử luân hồi khổ đau này nữa, mà ta vừa vượt cái sanh tử luân hồi và chúng ta hành Bồ Tát đạo đây, tức là bảo là đi tắt đây. Tại sao vậy? Là cái khi mà Đức Phật tu ngày nói ngày phải trải qua dài như vậy. Bây giờ nếu mình cũng nghĩ mình phải trải qua dài như vậy không? Hay là tất cả những cái gì Đức Phật làm mình làm hết không? Thành Đức Phật nó không cần thiết đâu. Thành ra những cái mà ta làm là tại vì đôi khi chúng ta không biết mà ta làm. Cho nên những cái Đức Phật làm rồi đó, mà bây giờ có cái đúng cái sai, cái giá phải trả này đó, bây giờ Đức Phật cũng ghi rõ hết trong kinh rồi. Hồi đó ta như thế này, thế này, thế này đây. Thì các ông bây giờ đừng theo cái con đường đó nữa, phải không? Mà đi theo cái này đây là đi tắt này. Cho nên bây giờ chúng ta có kinh Đại Thừa ở trong tay chúng ta rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Ta có cái bản đồ. Ta có cái bản đồ trong tay chúng ta rồi. Cho nên ta đi tìm tới bảo sở, cái này dễ chứ. Còn hồi nãy Đức Phật đi đó không có bản đồ, tức là vừa đi vừa quan sát, cho nên thời gian mất nhiều, nhưng mà giá phải trả đắt. Còn bây giờ chúng ta đi ra, chúng ta có bản đồ sẵn rồi, cứ đi theo bản đồ thì nhất định tới điểm thôi. Mà theo bản đồ tới chỗ này có gặp nạn này, tới chỗ này có gặp nạn này, tới chỗ này có gặp nạn này, tất cả những cái nạn tai trên bước đường đi này đó,
đã được ghi ở trong bản đồ hết rồi. Cho nên Ngài Huyền Trang đã ghi cho chúng ta trên bản đồ nữa là như vậy đó, là có 81 cái nạn ở trên đường đi đây. Từ khi mà chúng ta tu cho tới đắc thành thánh quả đây nữa, chúng ta phải trải qua 81 nạn đây, phải không? Rồi 9 lần 9 là 81 nạn, thì mới xong cái chuyện này. Cho nên chuyện Tây Du là diễn tả thêm cái nữa, mới có Di Lặc mới tính cho Ngài Huyền Trang mới có 80 nạn, còn thiếu nạn nữa. Thành ra tới cuối cùng là cho rớt xuống biển cái ước kinh hết đi, ước kinh hết đi, coi như là bị một nạn nữa. Thành ra khi mà Ngài mất kinh hết rồi đó, Ngài buồn quá, thành ra khởi lên cái niệm buồn quá, cái coi như là rớt trở lại rồi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nó khó chỗ đó, vượt qua tất cả các cái nạn. Thành ra bây giờ nó tất cả những cái gì mà chúng ta có thể mất hết, chúng ta trắng tay, thì cái trường hợp này đừng có buồn quá nữa, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên có một vị thiền sư dạy chúng ta thế này: tất cả những cái mất đó mà chúng ta coi như là được đi, chứ đừng coi như mất rồi chúng ta buồn. Nhà cửa chúng ta nó bị người ta lấy rồi, phải không? Rồi tới gì nữa? Ruộng vườn chúng ta nó cũng mất hết rồi, vợ chúng ta nó cũng bỏ đi theo người khác rồi, con chúng ta nó bất hiếu rồi, phải không? Như vậy sao buồn quá, phải không? Tự tử mất hết rồi. Nhưng mà ông thiền sư này em nói không phải, chính cái đó là anh mới được hạnh phúc đó. Thôi mất hết thì cũng tốt, cho nên bây giờ mình còn có một mình không, phải không? Giải thoát rồi sướng quá. Hồi nãy anh phải lo cho vợ, cho con, cho nhà, cửa, ruộng, vườn, tất cả, cho nên anh cực khổ không? Bây giờ anh đi theo Đức Phật đi, thì ôm cái bình đi như vậy, không còn gì hết nữa. Sớm phải không? Ta được giải thoát, khỏi phải lo nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà quý vị thấy gọi là mất tất cả nhưng mà được, thì cái trường hợp này mình được giải thoát này, đã theo con đường Phật. Còn lúc nào mình cũng lo sợ mất, muốn lo giữ đó, thì cái này khổ rồi. Đó, thậm chí một cái đó, là Ngài Huyền Trang bảo là còn lo ôm giữ cái bộ kinh không đó mà cũng khổ nữa. Nên chỗ này đó, Ngài có kinh nghiệm, Ngài mới dạy chúng ta đó, đi qua sông thì chúng ta cần thuyền bè, nhưng mà qua khỏi sông rồi đó thì thôi bỏ thuyền mà đi bộ. Được giác ngộ rồi thì kinh này không dùng nữa, phải không? Kinh này không dùng nữa. Đó, thành một vị thiền sư khác đó, đã dạy chúng ta này: kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại chừng quên hết rồi. Phải quên hết đi, tất cả mọi việc trên cuộc đời này nữa, để lại cho đời ta quên hết đi, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như thôi. Tất cả các pháp nó là như thế đó, chúng ta không bận tâm, không lo nữa. Đây là trên bước đường tu đó, họ được giải thoát. Họ được giải thoát thực thì họ nằm dưới đây. Cho nên khi mà chúng ta liễu ngộ đại thừa rồi đó, liễu ngộ đại thừa, hồi nãy là chúng ta chưa ngộ, cho nên chúng ta mới nhận bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta tu đại thừa là phải bố thí, phải bố thí. Thì bây giờ đó, ta lấy cái gì để bố thí đây? Cho nên tại vì ta luôn luôn lúc nào cũng muốn xin chứ không muốn cho, phải không? Cho nên là khởi đầu tu tiểu thừa đó thì xin chứ không cho. Xin thì trên này là xin của chư Phật, ở dưới này là xin của dân chúng thức ăn. Xin thức ăn để nuôi cái thân này, xin cái pháp của chư Phật để thực tập. Cái này ban đầu. Cho nên thiệt ra đó là cái người đi tu người ta gọi nó là khất sĩ. Khất là ăn xin, phải không? Khất là người ăn xin, một kẻ ăn mày, kẻ ăn xin này. Mà đi xin này, người mà ăn mày thiệt đó là chỉ đi xin, xin thức ăn, xin tiền. Nhưng mà người khất sĩ của Phật á, thì xin thức ăn là phụ,
mà xin chánh pháp của Đức, Đức Phật là chính. Xin cái pháp đó để thực tập, để tu chứng, cái này chính. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Ta nên xin chứ không có cho. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà phát tâm đại thừa rồi đó, phát tâm đại thừa Đức Phật nói là cho, cho chứ không xin nữa. Nên bây giờ mới thấy cái là cái người tu không có gì hết đó, nhưng mà Đức Phật nó bỏ tất cả đi rồi sẽ được tất cả. Bỏ tất cả để được tất cả là Đức Phật chúng ta. Ta nhớ cái đó. Còn bây giờ chúng ta muốn giữ tất cả thì chúng ta mất tất cả. Nên tất cả mọi người nữa thì muốn giữ cho nên tới cuối cùng mất trắng hết. Cuối cuộc đời rồi, nhắm mắt lìa đời rồi đó, thì chỉ đi cái thân không thôi, mà xuống dưới địa phủ đó để trả lời cho Diêm Vương, phải không? Tất cả những cái việc làm ta trên trần gian này, đấy là sự thật. Còn lúc bây giờ đó, bỏ tất cả đi nhưng mà có mất gì không? Tên là Diêm Vương còn nói là nếu mà Diêm Vương tôi nữa còn phải nhờ mấy thầy cứu nữa cơ mà. Đây là điểm quan trọng nhất. Diêm Vương thì thầy chưa biết, nhưng mà tất cả mọi người ở trên trần gian này nữa, làm tướng, làm quan, làm gì không biết đó. Nhưng mà cái khi chết đó, là gia đình tới nhờ thầy cầu nguyện giùm, phải không? Nhờ cầu nguyện giùm để cứu đi, phải không? Đây là sự thật chứ. Tại vì đó, chết rồi, sự nghiệp bỏ hết rồi. Nhưng mà cái sự nghiệp của anh ta đó là gì? Khi còn sanh tiền nữa, làm quan làm tướng, làm quan làm tướng, mà người ta bảo rằng là nhất tướng công thành vạn cốt khô này. Cái thành công của chúng ta làm cái chết không biết bao nhiêu người nữa. Thế quý vị nhìn kỹ rồi nó thấy ở trên ngực mà có một cái huy chương này, phải không? Cái quân chương này, phải không? Đấy. Thế nên thầy có một người bạn mà anh đi kháng chiến, anh được cái huy chương hay là huy hiệu gì đó, gọi là diệt Mỹ, phải không? Dũng sĩ diệt Mỹ à? Đó, trên Củ Chi, dũng sĩ diệt Mỹ. Anh được cái huy chương đó, thầy hỏi tại sao được cái này. Anh nói tôi nữa là trong một trận đánh mà tôi giết được 30+ thằng Mỹ, cho nên được là dũng sĩ diệt Mỹ chứ. Thành ra ít nhất thì cái anh này cũng mang nợ 30+ thằng Mỹ này, phải không? Còn nhiều nữa, còn nhiều nữa chưa biết. Cho nên cái khi mà cái anh này bệnh hoạn chết đi, gia đình anh tới nó thôi, thầy nhớ cầu nguyện giùm cho anh, phải không? Nhờ cầu nguyện anh đấy. Thế nên khi mình còn sống thì khác, nhưng mà khi chết thì khác. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận ra được cái ý cho này. Cho nên không có một cái gì để cho hết thì trong lúc đó nó thiệt ra ta có nhiều cái để cho thiên hạ lắm, nếu là ta tu. Tại vì ở trong kinh Đức Phật nói đó, là gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu huệ mạng. Cái này là quan trọng nhất nè. Tại sao ta không có làm được cái gì hết, ta không có cái gì cho mọi người hết đó. Nhưng mà chính cái tu hành của chúng ta, cái đức hạnh của chúng ta, cái thái độ của chúng ta, cái lời nói của chúng ta đó, nó làm cho mọi người được an lành, mọi người được tin tưởng, mọi người để có sức sống này. Cái này là quan trọng nè. Chứ còn anh cho nó bao nhiêu tiền là nó xài cũng hết, phải không? Đôi khi nó là sanh ra tội lỗi nữa. Còn không cho gì hết, nhưng mà anh làm gương tốt được cho nó, ảnh hưởng tốt được cho nó, nó trở thành người tốt trong tương lai đó, thì cái này anh cho nó nhiều hơn chứ. Cho nên thầy nói đấy, là thầy thọ ơn Đức Phật nhiều quá, phải không? Tức là nhờ ơn của Đức Phật mà chuyển con người thầy từ một cái con người mà cô cùng ở biên địa hạ tiện trở thành ra một tu sĩ mà có năng lực như ngày nay đó,
thì cái này công của Đức Phật lớn chứ, thầy thọ ơn Đức Phật nhiều chứ. Đây là điều quan trọng. Đức Phật làm tấm gương sáng cho thầy đó. Cho nên ở trên cuộc đời này, cái mình cho mọi người mà quý nhất đó, đó là cái tấm gương sáng trong cuộc sống của mình, tôi cho được. Cho nên Đức Phật nói mình tu mà đắc đạo được, trở thành thánh rồi đó, thì cái này bốn ơn trả được hết, mà còn làm cho bao nhiêu người khác đó được nhờ. Cái này là bố thí lớn nhất. Chứ còn bố thí mấy đồng bạc rồi cứ đi tới đâu kể hết, phải không? Thì cái này thôi nghiệp chướng tăng chứ không được gì. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên liễu ngộ đại thừa, hiểu rồi đó, Đức Phật nói mình có một tấm lòng tốt, thương người. Cái này là quan trọng nhất. Từ cái thương người này đó mà cộng với cái hiểu biết mình đó, để mà mình giúp cho đời, phải không? Cái này là, cho nên tất cả nó phát xuất từ một cái tình thương, cái tình thương người. Nhiều khi quý vị đó chưa giúp nó được cái gì hết, nhưng mà quý vị thương nó thôi, tức là nghĩ tới muốn giúp nó thôi, nhưng mà nó đã mang ơn mình rồi đó, nó đã có ý nghĩ tốt của mình rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó mình cho tiền cho của mình giúp nó đó, mà mình khinh dễ nó đó, thì sao? Nó thù mình, phải không? Thành ra thầy thấy có mấy người tới thưa với thầy chuyện này. Nó là con có một thằng em, nhưng mà nó cờ bạc, nó phá quá mà nó cứ tới nó, nó xin tiền, phải không? Mà không cho nó thì không được, mà cho nó thì nó cũng không được nữa, phải không? Quý vị nghĩ sao? Tức quá. Cho nên cho nó mấy đồng bạc rồi chửi nó một trận, phải không? Rồi cho nó mấy đồng bạc đi đi. Thì sao? Mình nợ nó không? Mình lại nợ được nó. Cho nên bữa sau nó tới nó đòi nữa, phải không? Đòi nữa. Rồi nó mình cũng chịu không được, mình tức quá mình chửi nó một trận nữa, rồi cũng phải lấy tiền ra cho nó nữa. Chứ thấy nó khổ chịu không nổi thầy, phải không? Hồi tới thưa với thầy, thầy mới dạy thầy nói nếu mà anh muốn cho thì anh khởi lên cái lòng thương anh cho nó, chứ nhớ đừng có chửi nó, phải không? Thầy nói anh chửi nó mà anh cho nó đó, thì anh mất cái này mà anh bị cái này nữa. Cho nên người xưa có dùng cái câu rất hay là tiền mất tật mang này, cho nó mà không được cái ơn mà trở thành oán thù này. Nó không nhớ tới mình cho nó đâu, mà nó cứ nhớ mình chửi nó, phải không? Nó anh cứ nghĩ là ảnh làm ăn khá, anh giàu có rồi đó, ảnh anh em mà ảnh chửi mắng anh đài đọa. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên làm gương cho đời, làm bất cứ một cái gì mà gieo vào trong tâm của chúng sanh á, một cái hạt giống lành á, thì cái này tốt rồi. Đây là cái điểm quan trọng chứ. Cho nên nó nhiều khi đó, mấy thầy tỳ kheo tới hỏi Đức Phật, nói Đức Phật dạy các vị Bồ Tát bố thí, mà con hồi nào giờ nó đi theo Đức Phật là chỉ ôm mình bác đi xin ăn thôi, phải không? Thì lấy gì để bố thí? Đức Phật nói cái quan trọng nhất hành Bồ Tát đạo là cái tâm. Cái tâm thương người, cái tâm thương chúng sanh, tâm mà muốn cứu khổ nó, muốn tạo cái điều kiện vui nó, thì cái trường hợp cái này phát xuất từ tâm. Mà khi mà mình có cái tâm đó rồi đó, thì mình bắt đầu làm những cái việc mà ở trong tầm tay của mình. Thành ra bây giờ đó, mình đi khất thực mà bữa nay đó mình có được phần ăn, mà mình thấy cái người bên cạnh mình đó, họ không có gì ăn hết, phải không? Thôi mình chia cho họ một phần, phải không? Tại vì thương họ. Thành ra thương họ, chia cho họ một phần ăn. Chia họ phần ăn, họ phát tâm liền. Thành đây là câu chuyện có thực ở trong đời này. Tức là đệ tử Hòa Thượng Trí Tịnh mới kể cho thầy nghe chuyện này. Cái anh này đó là cái khi mà sa cơ thất thế, làm ăn phá sản thua hết rồi, nhà cửa cũng không có, tiền bạc cũng không có, mà lúc bây giờ đói, cho nên nghĩ còn có một cách nữa. Đói nhưng mà lại không có nghĩ tới cái là cướp giật. Tại khi đói người ta hay nghĩ tới cướp giật lắm. Nhưng mà anh này đói, anh nghĩ tới một cái là thôi
tự tử chết cho rồi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Buồn quá rồi. Nhưng mà sao đi ngang chùa Vạn Đức nghe có tiếng tụng kinh ở trong đó. Tại nơi này nghe như vậy, nghe cái tiếng tụng kinh thôi, nhưng mà tự nhiên lại có khởi cái ý niệm về Phật. Thầy nói những người tụng kinh đó có phước đó, làm cho người ta nghĩ về Phật, nghĩ về Phật Pháp. Thế anh này mới mò vô. Thầy nói ngồi đằng sau á, ngồi đằng sau nghe người ta tụng, nghe người ta tụng kinh thôi. Thì bên cạnh ảnh cũng có một cái bà già, mà bà cũng vô bà tụng kinh, bà có cầm con kinh, mà thấy anh này ngồi bên cạnh mà anh này không có kinh, cho nên bà mới kéo cái cuốn kinh bà qua giữa này để cho anh này ngồi nhìn theo, nhìn theo để đọc đó. Thì thôi anh này cũng đọc theo, cũng tụng, tụng kinh. Nên là tụng xong thời kinh rồi đó, nghỉ, thì bà tự nhiên bà móc ở trong cái túi bà ra có ổ bánh mì, bà bẻ làm hai ra cho anh này nửa ổ, ăn nửa ổ bánh mì thôi. Có một ổ bánh mì nhưng mà chia làm hai ra cho người này ăn nửa ổ. Anh này đang đói nhưng mà bây giờ có được nửa ổ bánh mì không quý không? Đấy, đây là sự thật. Cho nên cái anh này biết cái bà này đó là chia cái phần ăn của mình cho này bố thí. Bố thí đúng người, đúng chỗ đó, đúng lúc đó. Thì cái trường hợp này làm cho anh này phát tâm. Anh này chỉ ăn nửa ổ bánh mì thôi, nhưng mà nhớ cái ơn của cái bà này, nghĩ cái tốt của bà này, nghĩ cái tâm của bà này nữa, mà anh này sanh ra cái kính trọng. Thôi ăn nửa bánh mì xong rồi đó, thôi tụng kinh tiếp, tụng cho tới chiều. Thì bà này, tại vì anh ngồi anh tụng kinh, bà này nhìn thấy cái mặt anh sao nó sáng lần lần ra, thấy dễ thương ra, biết không? Đấy. Thành ra mình tu đó, nhưng mà khi mình có cái tâm tốt đó, thì thường thường lần lần cái hiện tướng tốt ra, hiện hảo tướng ra. Cho nên bà mới hỏi cậu làm cái gì, thì anh này mới nói là con thất nghiệp. Ở nhà cậu ở đâu? Nó con không có nhà. Đây bắt đầu hỏi phân tới. Thành ra cái bà này nữa, bà thôi không có nhà, thôi bà về bà cho ở. Đồ thất nghiệp đó bà sử dụng cho làm giúp việc cho bà. Lần lần anh này dựng nghiệp lên được. Thành ra dựng nghiệp lên được thì từ một cái giúp nhỏ này đó mà lần lần người ta lên được á, thì cái này người ta biết ơn bố thí. Còn nhiều khi đó mình bố thí nhiều, tốn 200-300 triệu nhưng mà rồi đó không có gì hết, rồi sau này ức quá nó thôi không bố thí nữa, ai rủ đi bố thí nữa thôi không đi nữa, tôi bố thí nhiều quá rồi. Đây là hỏng, tức là thối tâm. Cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa của Đại Thừa. Khi mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi, phát Bồ Đề Tâm rồi nữa, ta muốn tu theo Phật để thành Phật, hành Bồ Tát Đạo, thì tất cả những cái gì chúng ta có, chúng ta có thể giúp được cho đời, cho người nữa, thì cái này ta sẵn lòng, cái này là bố thí đấy. Chứ không phải đòi hỏi phải làm cái này, phải làm cái kia, không có. Cái gì ta có mà người cần, này ta sẵn sàng chia sẻ, thì đây là cái bố thí, đây gọi là Đại Thừa. Mà cái người bố thí này là hiểu cái nghĩa Đại Thừa mà bố thí. Còn người không hiểu cái này nữa, thì lúc bây giờ người ta rủ đi, đi cứu trợ, bỏ tiền ra, thôi bỏ. Mai mốt rủ nữa, rủ 3-4 lần, thôi không đi nữa, phải không? Thì cái này không hiểu. Tức là sử dụng không đúng chỗ, phước không sanh, rồi nghiệp sanh ra. Nghe người ta nói tới bố thí thì ghét rồi, cái này không. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, cái quan trọng nhất là chỗ này. Tại vì thầy phát xuất cũng từ cái chỗ này, liễu ngộ Đại Thừa này mà tu. Cho nên trong lúc còn là học sinh thì lúc bây giờ cái gì, cái việc quan trọng nhất, mình hiểu rộng hơn những người khác thì mình sẵn sàng giúp cho người khác. Mình dạy họ, mình chỉ họ. Rồi khi mà sang Nhật học thầy cũng như vậy. Cho nên thầy mở những cái lớp luyện thi, luyện thi vào đại học. Mấy đứa sinh viên mà mới tới, nó khó khăn phải không? Nó không biết. Cho nên mình chỉ cho nó, mình người đi trước, cho nên chỉ nó cái cách học, cách thi này.
Cho nên cách học cách thi, làm sao mà học nhanh và thi được này, đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên chỉ cho nó xong rồi nữa, tới khi mà nó đi thi đó là mình đi nộp đơn giùm cho nó, phải không? Mình đi tới trường nữa, mình sẵn mình đi học đó, mình lấy đơn về cho nó, rồi chỉ nó cái cách nó điền vô, nó viết vô, rồi mình dắt nó đi nộp đơn, phải không? Cái này làm được chứ, cái này trong tầm tay của mình, chứ không phải nhất thiết là phải có nhiều tiền mới giúp, phải giỏi rồi mới làm được. Thành ra mình dở nhưng mà có người dở hơn mình giúp. Mình nghèo nhưng mà có những người khó hơn mình thì mình nên chia sẻ. Cái hạnh đại thừa là nằm chỗ này, chứ không phải là chờ mình giàu có rồi mình mới bố thí, mới giúp. Chờ cái ngày đó chắc không bao giờ tới đâu. Cho nên chính những cái nhỏ mình làm ở đây đó, tích lũy được công đức lần lần nữa thì sau này mình mới giàu có, hoặc là đời sau mình mới giàu có, chứ không phải là trong đời này mà được. Thầy ngừng ở đây, kỳ sau chúng ta sẽ tiếp. Bây giờ sau đây đó thì tất cả các Phật tử có thể nghỉ độ chừng 10 phút đó, rồi chúng ta trở lại cái hội trường này, chúng ta tụng một thời kinh, tụng thời kinh cầu siêu cho ông bà tổ tiên chúng ta. Rồi quý vị về, còn ai có bận việc thì trở về sớm chút cũng được, không sao. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều.